đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh youtube báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Di rời khẩn cấp các hộ có nguy cơ bị sạt lở ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên Sáng ngày 15 tháng 9, ông Vũ Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện nay đã di rời khẩn cấp 8 hộ dân tộc Mông ở vị trí có nguy cơ bị sạt lở tại khu đèo Vải, đèo Danh, xóm Liên Phương, xã Văn Lang, Trước đó, trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, qua giả soát các vị trí sung yếu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Hỷ đã phát hiện tại khu đèo vải, đèo danh, xóm Liên Phương xuất hiện nhiều vết nứt với tổng chiều dài khoảng 30cm. Trong đó, vết nứt lớn nhất rộng khoảng 30-40cm. Các vết nứt này xuất hiện phía trên cao theo sườn dốc, cách khu vực nhà ở và đất canh tác của các hộ dân khoảng 30m, ông Dũng cho biết. Ngay sau khi phát hiện khu vực có nguy cơ bị sạt lở, Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu di các hộ dân đến nơi an toàn. Theo ông Dũng, tại xóm Liên Phương, toàn bộ là các hộ người dân tộc Mông sinh sống giải rác trên các sườn núi đồi. Về việc phân luồng giao thông để khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua huyện Định Hóa sẽ được cụ thể như sau. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đường Hồ Chí Minh tại km 205 900, thuộc địa phận xã Tân Dương, huyện Định Hóa bị sụt nền mặt đường nghiêm trọng với chiều dài 50m, bề rộng toàn bộ nền mặt đường khiến giao thông qua đây bị gián đoạn. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đang phối hợp với Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.4 và Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương xử lý. Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu nhà thầu quản lý thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi sụt nền mặt đường, tiếp tục bố trí, bổ sung hệ thống cảnh báo, căng dây phản quang cảnh báo, bố trí đèn cảnh báo ban đêm, rào chắn tăng cường người trực gác đảm bảo giao thông 24 trên 24, xây dựng phương án phân luồng giao thông đối với các phương tiện lưu thông qua tuyến chợ mới, chợ chu. Đề nghị Văn phòng Quản lý Đồng bộ 1.4, báo cáo khu quản lý đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận phương án phân luồng giao thông, cấm các phương tiện lưu thông qua đường Hồ Chí Minh đoạn chợ mới, chợ chu km 199,00 đến km 215,878 cho đến khi khắc phục xong sự cố. Phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện từ huyện Định Hóa đi thành phố Thái Nguyên và ngược lại như sau. Các phương tiện đi từ Định Hóa theo quốc lộ 3C đến nút giao với quốc lộ 3 tại km 100 100 sẽ phải vào quốc lộ 3 và ngược lại. Phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện đi từ huyện Định Hóa đến tỉnh Bắc Cạn và ngược lại như sau. Phương án 1, các phương tiện đi từ Định Hóa theo hướng từ Bắc Cạn theo quốc lộ 3C đến nút giao với quốc lộ 3 sẽ trái vào quốc lộ 3 tại km 100 100 trên quốc lộ 3 và ngược lại. phương án 2 các phương tiện đi từ định hóa theo hướng bắc cạn đi theo quốc lộ 3c đến km 37 400 quốc lộ 3c nút giao rẽ phải ra đường tỉnh 254b đi tiếp đến km thứ 22 600 đường tỉnh 254b giao với quốc lộ 3b km 169 100 đi theo quốc lộ 3b ra km 153 500 trên quốc lộ 3 thành phố bắc cạn và ngược lại Xuất hiện vết lún nứt sạt trượt trên núi Y Sơn ở Bắc Giang. Núi Y Sơn thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra hiện tượng lún, nứt và sạt trượt với chiều dài cung sạt khoảng 70m. Khu vực này cũng đã xuất hiện nhiều vết rạn dạ nứt và bức tường kè đá bị nghiêng. Ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết: Khu vực núi Y Sơn thuộc xã Hòa Sơn đang bị lún và sạt lở trên đoạn dài khoảng 70 mét, kèm theo các vết dạn nứt và tường kè đá bị nghiêng. Ngay sau khi phát hiện sự cố, lãnh đạo huyện đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và xác định nguyên nhân dẫn đến dạn nứt ở núi Y Sơn. Chúng tôi đã nhanh chóng di rời 9 hộ dân với 38 nhân khẩu, cùng toàn bộ học sinh và giáo viên ra khỏi khu vực nguy hiểm, ông Thảo cho biết lực lượng chức năng huyện Hiệp Hòa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó với tình trạng sạt lở núi Y Sơn và nứt đê tả cầu. Tại núi Y Sơn, cây cối đã được phát quang để đánh giá mức độ thiệt hại và bạt phổ đã được sử dụng để ngăn chặn thấm nước tại các vị trí nứt. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đối với đê tả cầu, vết nứt trên mặt đê đã được phủ bạt để ngăn nước mưa, đồng thời cấm các phương tiện qua lại các biện pháp xử lý triệt đề đang được lên kế hoạch. Tình hình nước sông Cầu và sông Thương vẫn ở mức báo động 3. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, canh gác đề và sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra. Ông Hà Huy Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Đình cho biết, có khoảng 1.300 hộ với trên 5.200 người dân bị ảnh hưởng. Nơi ngập sâu nhất khoảng 5,5 mét, có nhiều nơi bị chia cắt từ ngày 9 tháng 9. Có thời điểm nước vượt báo động 3, nhiều vùng bị chia cắt hoàn toàn, điện bị cắt để đảm bảo an toàn. Đến chiều ngày 13 tháng 9, mực nước đã rút rất nhiều, ông Hường cho biết. Theo ông Hường, trong đêm ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng cùng bà con nhân dân huyện Hiệp Hòa và xã Mai Đình đã đắp 300 m đoạn đê trên địa bàn để đảm bảo an toàn thân đê. Sắp tới, xã Mai Đình sẽ có phương án hỗ trợ bà con trên địa bàn để khắc phục hậu quả sau mưa lũ đối với vị trí sạt trượt đất tại núi y sơn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan địa phương thực hiện phát quang cây cối dọn dẹp thực bì tại khu vực sạt trượt nứt che phủ bạt để tránh hiện tượng thẩm thấu nước khi có mưa tổ chức di rời người dân ở khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp kỹ thuật kè không đảm bảo kết cấu để giữ được ổn định tăng khả năng chống lũ khi mưa bão xảy ra vào tối ngày 14 tháng 9, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên xác nhận tại khu vực xã Song Be đang có nguy cơ sạt lở. Hiện địa phương đang vận động di rời người dân đến nơi an toàn. Theo đó, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều đợt mưa cùng với địa chất không vững nên tại khu vực bản ngậm xã Song Pe xuất hiện vết nứt gãy ở đỉnh đồi, cách bản khoảng 200-300m. Trước tình hình đó, huyện Bắc Yên đã huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân di rời đến nơi an toàn. Được biết, phương án sẽ di rời cả bản, tạm thời bố trí cho người dân sang ở khu tái định cư bên xã Triềng Sại trong thời gian chờ xây một khu tái định cư khác. Bản ngậm có 108 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại đã có 50 hộ dân đồng ý di rời. Chính quyền tiếp tục vận động số hộ còn lại cũng tại Sơn La, trước đó tại huyện Mường La, lực lượng chức năng đã di rời 14 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao ở bản Na Trà, xã Pi Cụ thể, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường La đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ, 10 dân quân phối hợp với Điện lực Mường La, các cơ quan chức năng đảm bảo các nhu cầu thiết yếu và dựng 11 nhà bạt để di rời 14 hộ dân lên vị trí an toàn cách nơi ở cũ khoảng 1 km. Lãnh đạo nhiều nước bày tỏ đoàn kết đồng hành với Việt Nam sau bão số 3. Được tin một số tỉnh miền Bắc của Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do bão số 3 Yagi gây ra. Lãnh đạo các nước và một số tổ chức quốc tế đã gửi điện thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân vùng bị nạn, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ chiến thắng thiên tai, sớm khôi phục đời sống sản xuất bình thường. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia mong nhân dân Việt Nam sớm vượt qua những mất mát đau thương, ổn định cuộc sống, bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam anh em nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước và Cuba sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Medvedev gửi lời chia buồn tới gia quyến và người thân của những người đã thiệt mạng và cầu mong những người bị nạn sớm bình phục. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thay mặt chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân Việt Nam, chúc Việt Nam sớm khắc phục hậu quả của bão và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật. Thủ tướng Nhật Bản Kishida gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão, mong các địa phương bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão Jaggy gây ra và khẳng định nước Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão. Tổng thống Kazakhstan Kasin Zomart Tokayev, Tổng thống Mông Cổ Oknagin Khurensuk, Tổng thống Mozambique Philip Jacinto Nyusi, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra Tổng thống Palestine, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine, Mahmoud Abbas, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và tổ chức UNESCO cũng gửi thư điện thăm hỏi và chia buồn với những tổn thất ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 Yagi gây ra với đất nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Quốc, Cuba, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chính phủ nhiều nước đã thông báo cung cấp viện trợ trị giá hàng triệu đô giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão số 3. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 17 giờ ngày 13 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm 336 người chết và mất tích. Trong đó có 254 người chết, 82 người mất tích. Trước đó, Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đã quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu đô nhằm hỗ trợ ở Việt Nam khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra. Qua gói viện trợ, chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ góp phần khôi phục các khu vực bị thiệt hại và giúp người dân trở lại cuộc sống thường nhật trong thời gian sớm nhất. Ngày 11 tháng 9, chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp, thiết bị lọc nước, tấm plastic đa chức năng để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra tại Việt Nam. Trong thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc những người thiệt mạng cũng như gia đình các nạn nhân, đồng thời gửi lời động viên chân thành đến người dân bị thiệt hại do cơn bão, là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam từ tận đáy lòng. Tôi cầu mong các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường. Tôi xin chia sẻ rằng chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu cần thiết của Việt Nam trong khả năng có thể, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh. Trong khi đó, ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa khẳng định chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, không quản bất kỳ sự hợp tác và hỗ trợ cần thiết nào đối với Việt Nam trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do bão Yagi gây ra. Tại một số nước trong khu vực, ngày 11 tháng 9, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung về việc này. Trong tuyên bố, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN bày tỏ sự đau buồn và sẻ chia sâu sắc trước thiệt hại do bão Yagi gây ra ở Philippines, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Các bộ trưởng khẳng định tình đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng cũng như sẵn sàng hợp tác và đóng góp cho các nỗ lực cứu trợ bao gồm thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai, trung tâm AHA. Ngày 11 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã liên hệ và nhận được cam kết hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai vẫn đang tiếp tục trao đổi làm việc cùng một số nhà tài trợ khác để thống nhất về hỗ trợ khẩn cấp. Trước đó vào ngày 11 tháng 9 giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko đã đồng chủ trì khóa học lần thứ 25 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko chia buồn với chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ông khẳng định chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này.